Chỉ cần mỗi phân chuồng ủ thôi, chúng ta trộn vào thôi chứ không cần phải dùng đến. Xin chào các bạn, trở lại tiếp theo cái album về trồng hoang dương. Thì hôm nay thì mình sẽ đi lấy phân để mình trộn. Đối với trồng hoa hướng dương thì cái khâu mà mình bón nót phân ở cái giai đoạn đầu nó rất là quan trọng. Này thì mình sẽ dùng cái phân gà. Đây là phân gà đã ủ khoảng độ hơn 1 năm nay rồi các bạn. Trước đống nó to lắm, nhưng mình trồng hoa được dược mình đã dùng gần hết rồi. Này thì mình sẽ dùng cái phân gà để mình sẽ bón nót cho cái cây hoa hướng dương tới đây mình trồng. Phân này thì ủ rất là lâu rồi các bạn, nó không còn cái mùi gì nữa đâu các bạn, rất là sạch. Nhà lông không có gì ngoài mứt đâu các bạn, bốc mứt hàng ngày là việc của mình. Còn các bạn đặt hàng là mình chốt đơn. Bây giờ thì mình sẽ đi trộn phân để cho các bạn tham khảo với cách trồng hoa hướng dương của mình. Lúc này thì những cái đống đất mình đã san và mình đã cào qua cái mặt rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi giải phân để mình trộn vào trong đất này. Thì cái phân này là phân gà mình ủ năm nay là cũng tầm hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm thì chuẩn hơn. Phân lúc này không có mùi gì. Đúng ra đeo găng tay bảo hộ lao động nhưng mà làm thế nó rất là bất tiện. Thôi mình cứ tươi sống mình bốc luôn. Mứt là nghề của mình, nghề trồng hoa nó liên quan đến mứt các bạn. Thì các bạn chỉ cần rắc một ít thôi, không cần rắc nhiều, gọi là có thôi. Bón nót vào đây để cho nó có cái phân. Sau khi cây hoa hướng dương nó mọc lên thì nó sẽ hấp thụ được cái phân ngay cái thời điểm mà cây nó mới phát triển. Còn nhỏ thì chúng sẽ mập cái thân ra và nó không bị gầy. Hôm nay thì cái bì phân này nó hơi nhiều mứt nên là nó đóng tảng vào. Mình vừa bóp đau cả tay đấy các bạn. Mình phải làm nhỏ nó ra. Cái rắc giải ở đây các bạn không cần nhiều đâu. Mỗi bì có thể mình giải được khoảng độ 2-3 luống. Cho nó có phân mà. Không có phân thì cây nó phát triển rất là kém. Cái việc bón nót cho cây hoa hướng dương trước khi trồng nó rất quan trọng. Và chỉ cần bón nót ở cái giai đoạn này thôi các bạn. Sau này thì mình dùng phân LVK đầu châu 13 TE mình bón. Còn cái giai đoạn trước khi trồng này thì mình chỉ cần bón một chút phân gà hoặc là phân trâu, phân bò, phân vi sinh thôi. Nói chung là các bạn có phân gì thì các bạn bón phân đó, miễn là phân chuồng ủ hoai mục. Chúng ta bón nót một chút vào trong đất này. Đất này mình rất là nhiều cỏ, nhưng mà để mà có thời gian để nhổ cỏ, nhặt cỏ thì cũng không còn thời gian nữa các bạn. Vì cái thời gian này là cái thời điểm để trồng hoa hướng dương cho hoa vào dịp lễ 30 tháng 4 đã kịp rồi. Mai bắt đầu mình mới ngâm hạt các bạn, dự định trồng ngày mai nhưng mà do cái đợt lạnh này nó lạnh quá nên là mình chưa ngâm được hạt. Mai khi mà nhiệt độ nó ấm lên thì mình sẽ tiến hành mình dâm hạt, sẽ có video chia sẻ với các bạn cách ngâm ủ hạt hoa hướng dương. Thì các bạn đã xem cái video sau. Còn hôm nay là cái video trộn phân vào đất thôi. Trộn vào cho nó có cái độ tươi xốp, cung cấp thêm dinh dưỡng cho cây hoa nó phát triển tốt hơn. Hoa hướng dương là một loại hoa nói chung là phát triển với tốc độ cũng rất là nhanh và tiêu hao dinh dưỡng cũng rất là mạnh và tiêu hao dinh dưỡng cũng rất là nhiều. Nên là chúng ta trước khi bón thì nên là chúng ta trước khi trồng thì cố gắng bón nót cho nó một ít phân vào đất để chúng ta trồng. Khi mà đã có phân rồi thì cây hoa nó sẽ phát triển tốt hơn ở ngay cái giai đoạn đầu. Giai đoạn đầu là cái giai đoạn cây hoa hướng dương nó rất cần phân. Nếu mà để cây đói ăn ở giai đoạn đầu, đói ăn và thiếu nước là chúng ta sẽ thất bại. Giai đoạn đầu nó rất quan trọng các bạn. Từ khi cây mọc lên cho đến khi cây nó cao khoảng độ 30 cm là cái thời điểm chúng ta phải bón liên tục. 10 ngày chúng ta bón phân một lần. Không nên là tưới các bạn nhé. Tưới thì nó nồng độ nó loãng lắm. Các bạn cứ bón phân LVK đầu châu TE 13 cho mình. Bón cách xa cái gốc khoảng độ 15 cm. Thì những video sau khi nào mà
bán phân thì mình lại chia sẻ cho các bạn. Thì cũng rất là nhiều video mình chia sẻ rồi, nhưng mà lần này thì mình sẽ làm bài bản hơn để cho các bạn tham khảo kỹ hơn. Vì lần trước thì mình trồng chơi thôi, nhưng mà lần này là mình trồng để mang tính chất là kinh doanh, nên là mình sẽ chia sẻ cho các bạn kỹ hơn so với những lần trước. Lần trước mình trồng chơi thì có thể là mình nhiều khi là mình bỏ bê, mình không thường xuyên chăm sóc nó đầy đủ, nên là nhiều khi là cây hoa hướng dương nó chưa được như ý. Thì sau lần này thì mình sẽ bổ sung thêm đầy đủ hơn từ A đến Z, từ lúc mà làm đất cho đến lúc ngâm hạt, lúc trồng, thì mình sẽ ra những cái video chi tiết hơn để cho chúng ta, để cho các bạn tham khảo cái cách trồng của mình. Trồng hoa thì mỗi người có một cách trồng khác nhau, nhưng mà chung quy là chúng ta nên tham khảo của nhau để nắm được cái kỹ thuật khi chúng ta trồng hoa nó không bị thất bại. Hay thì thời tiết nó lạnh lắm các bạn, như được cái là nó khô, nó không còn mưa nữa. Mình tranh thủ giải phân ra đây, xong là trộn hết thì tiến hành ngâm ủ hạt. Khi mình trồng là mình phải chuẩn bị làm đất trước và trộn phân đầy đủ đi, cứ bỏ đấy một vài hôm cũng không sao, kể cả chúng ta bỏ cả tuần sau đó chúng ta trồng cũng không sao. Khi mà hạt nó đã có mầm rồi, nếu mà lúc đó mà chưa có đất thì chúng ta không thể quanh kịp đâu. Hạt hướng dương nó ra mầm rất là nhanh. Ngâm ủ hạt thường thường nó chỉ một ngày đến một ngày rưỡi thôi là mầm nó đã mọc ra rất là dài rồi. Đấy, chúng ta chỉ nên trồng ở cái độ tuổi cái mầm nó bằng cái hạt thóc thôi, tức là khoảng độ gần 1 cm. Cái rễ nó mọc ra gọi là cái mầm, nhưng nó là cái rễ. Không lên bón nhiều phân quá các bạn nhé. Bón nhiều phân quá nhiều khi nó mọc lên là nó hay bị sót phân ấy. Cái phân ủ này mình ủ cũng lâu rồi, nhưng cũng không nên lạm dụng quá các bạn nhé. Không nên lạm dụng nhiều quá, gọi là nó có rồi, có cho vào đất rồi thôi. Chứ còn mình lạm dụng nhiều quá, mình cho nhiều quá cũng không tốt đâu. Mà cái đất trồng hoa hay là trồng rau màu thì các bạn cũng không nên lạm dụng cái phân gà nhiều. Vì trồng mà chúng ta cứ lạm dụng nhiều, cho nhiều thì lâu ngày cái đất nó cũng kém đi đấy các bạn. Nhiều khi cuốc cây luống hoa này là tinh, thấy chấu với lại phân, không thấy đất đâu, thì nói chung là về lâu về dài là cái nguồn đất nó cũng kém. Thời tiết nó lạnh như này thì mình chưa ngâm ủ hạt các bạn. Hôm nay và từ hôm qua và hôm nay gió mùa đông bắc nó tăng cường, nó lạnh lắm. Ngâm hạt vào những ngày lạnh này mầm nó mọc chậm. Tất nhiên tỷ lệ mầm nó vẫn mọc rất là cao, nhưng nó sẽ mọc chậm hơn. Ngày ấm thì chúng ta ngâm ủ nó mọc rất là đều, hạt nó sẽ đồng đều hơn. Và khi chúng ta trồng thì chúng ta cũng không phải loại nhiều. Nếu mà trồng cái mầm nó không đều là mình phải chọn những cái mầm nó đồng đều mình trồng riêng. Còn những cái mầm mà nó ngắn mầm hơn thì mình trồng riêng, thì sau này cây nó mới đồng đều được. Thời tiết đâu đó là từ mai trở đi là nó sẽ ấm lên thôi. Từ hôm qua giờ gió quá mạnh luôn. Cái hướng dương cắt cành thì trồng được quanh năm, nhiệt độ 40 độ, trên 40 độ vẫn phát triển bình thường, trồng được khắp mọi miền. Bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với số Zalo mình gắn ở video. Hàng F1 nhập khẩu, hoa chuyên dùng cho cắt cành. Mùa này mà bỏ đất không thì cỏ nó mọc nhanh lắm các bạn. Nên là mình vừa mới đào cụ hoa độc dược thôi, chứ nếu mà cứ để như này khoảng độ lửa sáng sau thì cỏ nó sẽ bao trùm kín cái khu này hết. Lúc này cái máy trộn đất của mình, xới đất của mình nó bị hỏng các bạn ạ, chưa đi sửa được, nên là trộn thủ công. Làm thủ công này nó cũng mất ra rất là nhiều công các bạn. Đấy, mình chỉ cần trộn qua một lượt như này thôi, sau đó là mình làm cái mặt nó phẳng phiu đi là xong, tiến hành trồng. Mình cứ làm cho nó ngon nghẻ đi, xong là bạn nào muốn không có cỏ thì dùng thuốc cỏ phun xịt
nhưng mà phun xịt thuốc cỏ thì phải chờ khoảng độ hàng tuần sau mới trồng được. Còn mình thì lâu rồi mình không dùng thuốc cỏ. Mình cứ làm đất xong như này là mình có hạt ủ mọc mầm là mình trồng luôn. Cái máy xới của mình nó hỏng lâu rồi nên là mình chưa đi sửa được các bạn. Phải dùng thủ công sức người. Đất nó cũng rất là tơi thôi mà, mình chỉ đảo qua một lượt là xong thôi. Phân nó độn xuống dưới là mưa gió nó không bị rửa trôi. Lúc này chỉ cần mỗi phân chuồng ủ thôi. Đấy, chúng ta trộn vào thôi chứ không cần phải dùng đến phân LBK đâu. Phải chỉ trộn cho mỗi phân sau đó đảo lên và làm cái mặt nó phẳng phiu này. Ngâm ủ hạt tiến hành trồng thôi. Không cần phải trộn phân tổng hợp ở đây làm gì. Từng ngày phân là cây nó hấp thụ được cái phân này là nó cũng phát triển rất là ok rồi. Còn sau này cây nó cao khoảng độ 10 cm thì chúng ta tiến hành bón bổ sung sau. Đấy, lúc đó cái bón phân nó rất quan trọng. Còn đây là chỉ là mình trộn vào để mình bón nót cho nó thôi. Đấy, cái bón nót này nó cũng rất là quan trọng, làm cho cái đất nó tươi xốp, nó giàu dinh dưỡng. Mùa này khí hậu còn mát thì cái phân gà chúng ta dùng thoải mái. Còn khi mà mùa hè cái lần nhiệt độ nó cao ấy, thì cái phân gà ủ này nhiều khi nó sinh nhiệt các bạn. Nó sinh nhiệt, nó sẽ làm nóng đất, cũng không tốt cho cây trồng ở cái thời điểm mùa hè. Nhưng mùa hè chúng ta dùng ít thôi, cào lại cái mặt nó xong này các bạn. Đất này thì trồng cái là nó lên đẹp ngay, rất là tơi xốp. Thế nếu mà cứ để cái đất này một thời gian nữa, gặp mưa nó sẽ chai cứng. Mình có làm đất thì nó cũng không được tơi xốp như này đâu. Tận dụng cái lúc này cái luống hoa trồng cái vụ vừa rồi, mình cải tạo qua cái là mình trồng luôn. Đấy, như thế này thôi các bạn. Làm qua cái mặt là nó phẳng phiu một chút là mình trồng thôi. Thôi bây giờ thì mình cũng phải nghỉ ngơi để làm việc khác. Hẹn các bạn ở video sau. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.